Trung Quốc, chủ xe Tesla dùng bò kéo xe để phản đối. Bất chấp sự phản đối bất thường của công chúng, đại lý xe hơi liên quan vẫn khăng khăng rằng chiếc xe được liệt kê trong danh mục người mua cần cảnh giác khi mua. Một chủ xe ở Trung Quốc đã vô cùng sốc khi phát hiện chiếc Tesla Model 3 cũ mà anh mua với giá 101.000 nhân dân tệ, tương đương 14.000 đô la Mỹ, không sạc được điện, anh ta đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng cách kéo xe trên phố bằng một con bò. Nhiều cư dân mạng đã vô cùng sửng sốt trước phản ứng của một người đàn ông giấu tên đến từ Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, miền Bắc Trung Quốc. Người gần đây đã mua chiếc Tesla Model 3 màu trắng thông qua nền tảng mua bán xe cũ nổi tiếng Guazi. Theo trang web chính thức của Tesla tại Trung Quốc, giá hiện tại của mẫu xe tương tự tại Trung Quốc là 335.900 nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau khi lái xe, anh ta đã phát hiện xe hiển thị cảnh báo không thể sạc được, khiến anh nghi ngờ pin bị trục chặt. Không rõ chiếc xe được giao bằng cách nào và liệu chủ xe có kiểm tra xe trước khi hoàn tất giao dịch mua hay không. Sau khi không đạt được thỏa thuận với Guazi và Tesla, Chủ xe thất vọng đã buộc chiếc Tesla vào một con bò và diễu hành qua các đường phố để phản đối, với hy vọng thu hút được sự chú ý của công chúng về hoàn cảnh khó khăn của mình và tìm kiếm công lý. Một video trực tuyến đang thịnh hành cho thấy cảnh con bò từ từ kéo chiếc Tesla xuống phố, thân xe được phun sơn dòng chữ bị Guazi lừa dối và gian lận. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường, họ dừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra và thậm chí còn quay lại cảnh này. Sau đó, người đàn ông này đã đỗ xe trước một đại lý bán xe cũ của Guazi. Một nhân viên dịch vụ khách hàng của Guazi đã chia sẻ rằng tất cả các xe đều được kiểm tra trước khi được niêm yết trên nền tảng này. Đồng thời lưu ý rằng khách hàng đã mua xe thông qua Chisupai, dịch vụ C2B của Guazi dành cho các đại lý chuyên nghiệp. Dịch vụ này chủ yếu phục vụ cho các đại lý bán xe cũ mua xe với giá thấp hơn để bán lại kiếm lời. Chiếc Tesla này là một phần trong chương trình khuyến mãi của đại lý, do đó, người mua có trách nhiệm đánh giá tình trạng của xe và chịu những rủi ro liên quan, nhân viên này cho biết. Vào ngày 23 tháng 10, Guazi cũng đã đưa ra một tuyên bố chính thức trong đó cho biết người bán không phải là người tiêu dùng thông thường mà là một đại lý ô tô chuyên nghiệp đã hoàn thành hơn 30 giao dịch trên nền tảng này. Theo báo cáo kiểm tra chuyên nghiệp, số km của chiếc xe được ghi nhận là hơn 280.000 km và có tiền sử hư hỏng đáng kể. Chiếc xe này được xếp loại D, cho thấy khách nên thận trọng khi mua. Một nhân viên khác của Guazi nói rằng mặc dù tuổi thọ pin của Tesla đã giảm đáng kể nhưng hiệu suất pin không được đưa vào quá trình kiểm tra trước khi bán của nền tảng này. Tuy nhiên, công ty đã xử lý việc trả hàng và hoàn lại tiền cho khách hàng. Sự việc này đã gây nên làn sóng bình luận hài hước từ cư dân mạng. Một người viết: "Con bò già tội nghiệp này, có ai nghĩ đến cảm xúc của nó không?" Thật kỳ lạ, một chiếc xe không thể sạc được, về cơ bản đã là phế liệu và bạn đang bán nó với giá 101.000 nhân dân tệ." Một người khác nói. Một người quan sát trực tuyến thứ ba hỏi: "Nếu tôi phải tự mình đánh giá mọi thứ và chấp nhận mọi rủi ro, thì mục đích của nền tảng của bạn là gì? Chỉ để lấy tiền của tôi?"